Đó, tiếp tục em sẽ ăn cho con Nami anh em ạ. Em sẽ làm một xe đó là đường môn năm độc và một con Nami búp. Hiện tại em đang làm lên hai cái xe phụ trước. Ăn quế hoa tiểu với thiên sơn mang hắn đảo. Không cần anh em ạ. Kể mà có cái chuyển phái đẹp luôn, đỡ phải mua. Mua làm gì anh, mua thì con Nami của em lại tự nhiên mạnh thành thừa. Ủa, ăn mà nó không ra pháo phiếc, pháo hoa, pháo ủng luôn nhờ. Không ra được cái pháo hoa gì luôn, kỹ năng hay tiềm năng gì luôn ạ. Em để ý mới nhớ. Không ra kỹ năng tiềm năng gì luôn. Khả năng là tâm linh thì không đùa các anh em ạ. Khả năng và thiên sơn bảo lộ quế hoa tiểu vào. Anh Bờ La ơi. Anh Bờ La. Oh. Khải à, Khải được cái nhẫn nó là một chục kim rồi còn gì nữa. Bắt đầu ăn anh em à. Một thủy tinh. Hai thủy tinh. Lệnh bài. Tiếp cái lệnh bài ngon. Ê, được pháo hoa kỹ năng. Ôi bây giờ mới thấy lệnh bài bót xanh nhỉ. Ê, pháo hoa tiềm năng. Con Thiếu Lâm ăn trái ra cái mẹ gì. Đấy, được sát thủ lệnh. Bốn cái sát thủ lệnh. Con này ăn có vẻ khởi sắc lên tí. Con kia ăn đen quá. Được nha. ngon. À, đúng cái cần. Ok. Ôi bạo vũ ạ. Vãi cả bạo vũ luôn. À, sát thủ. Ôi.
ngon ngon ngon. Hmm, tất cả 25 lên một cấp nữa. Ngon, được tiến vật một phái là ngon rồi anh em. Khá nhiều cái ngon này. Tươm luôn. Ok, con này là khỏe đấy.